Xin chào các bạn, trở lại với Jenny của hệ sinh thái à. Thì sau khi mà cái bể hồ mình làm xong với các bạn, cái giai đoạn cái là mình làm nước. Thì đây là một cái máy để mình làm ra nước ha các bạn ha. Tức là cái máy này mình gọi là cái máy OO. Thì nó sẽ lọc trong cái nước đó các bạn. Thí dụ như là 100 gallon nước, mình lấy ra được khoảng chừng 25 gallon nước. Để cái nước đó là mình áp dụng mình làm cho cái nước biển đó các bạn. Thì đâm ra cái nước nó cũng có hơi sự tốn kém. Thì bây giờ là hôm giờ là mình đã mở rồi. Thì tức là cái hồ của mình nó sẵn đó các bạn. Bây giờ mình sẽ lấy cái nước này mình đem ra ngoài, rồi sau đó mình sẽ pha với muối ha các bạn ha. Đó, đây là hai cái hộp nước đây. Thì mình sẽ lấy cái nước này mình đem ra ngoài. Thì thường thường 100 gallon nước mình lấy chỉ được có 25 gallon nước thôi các bạn ha. Đông ra cái về cái nước thì nó cũng rất là tốn kém. Thì bây giờ mình sẽ dùng cái giai đoạn này, bây giờ mình sẽ lấy những cái thùng này mình lấy nước đem ra ngoài ha các bạn ha. Rồi sau đó mình sẽ bỏ vô trong cái hồ. Rồi sau khi xong cái hồ đó các bạn, lúc đó mình mới pha nước luôn nha. Rồi một trong hai cái. Bình thường ở đây các bạn, phần đông là những gì mình làm đều là có máy móc hết. Cái này là mình đang dùng một cái máy thông để mình lấy nước ra ha. Rồi sau đó mình đem cái nước này mình ra ngoài bể hồ, mình đổ lên trong cái bể hồ. Rồi sau đó mình sẽ làm cái giai đoạn pha nước, pha muối đó. Thì tại vì bình thường là mình pha trong đây á, nhưng mà lần này thì cái hồ nó không có nước cho nên mình sẵn đây mình dùng cái biện pháp mình pha tại trên hồ luôn. Rồi mình sẽ quay cho các bạn cùng xem là mình bỏ muối vô như thế nào, mình pha mình đánh nó như thế nào, cái thời gian bao lâu. Thì thường thường muối đó các bạn có nhiều loại để mình dùng đó các bạn. Mình đó là mình dùng cái loại muối này đây nè các bạn. Đây là một loại muối mình sau nhiều năm mới mình trải nghiệm qua, mình biết đây là cái loại muối rất là tốt, cho nên mình dùng cái loại muối đó để mình chơi cá biển đó. Đó. Thì cái này là một cái môn chơi các bạn, mình thích thì đâm ra không có cực, mà nếu mà mình không thích đó, thì đâm ra nó sẽ là một cái sự mà mệt mỏi cho mình. Thì cái thú vị chơi cái này thì cũng rất là vui các bạn. Thường thường thì nước mình không phải là lúc nào cũng thay, một hai tuần mình mới thay nó một lần. Một lần thì mình lấy khoảng chừng 25-30% nước trong cái bể hồ, chứ không phải là lúc nào mình cũng làm. Nhưng mà tại vì bây giờ là một cái bể hồ mới của mình đó, đâm ra mình cần một trọng lượng nước rất là nhiều, cho nên mình phải làm sẵn, mình dự trữ rồi mình đem ra. Thì ngoài chiếc máy mà nó lọc nước ra đó các bạn, rồi mình mới lấy được cái nước này. Thì cái dùng cái nước này để mình nuôi cá biển, chứ mình không thể nào là dùng nước phân tơm mình đổ trực tiếp vô các bạn ha. Mình làm như vậy rất là nguy hiểm cho cá, không được. Tóm lại là mình làm không được. Khi mà mình chơi tới cá biển rồi đó các bạn, mình bắt buộc là phải có máy móc đàng hoàng, chứ không thể nào mình làm xong rồi mình mới đón được không có. Cho nên khi trong quá trình mà các bạn chơi cá biển đó, mình phải có những sự dự tính trước thôi các bạn ha. Mình phải làm cái gì, rồi những cái đồ đạc như thế nào, tùy theo cái cỡ hồ mình chơi lớn hay nhỏ, trong cái hồ các bạn sẽ nuôi những cái gì, san hô hay là những cái gì trong hồ, thì tất cả những cái yếu tố đó nó đều thay đổi hết trong cái quá trình đồ của mình hết đó các bạn. Thì mình làm từ hôm qua giờ cũng được khoảng chừng phân nửa của cái hồ thôi đó các bạn, nghĩa là mình còn làm tới ngày mai nữa đó thì mình mới có được nước nhiều ha. Giờ thì cũng đang còn trong cái giai đoạn làm nước thôi. Thường thường cực là cái giai đoạn này nè các bạn, là mình phải lắp đặt một cái hồ mình đem nước vào ra. Cái này mình quay cùng mọi người cùng xem để cho cái quá trình mình làm như thế nào. Thì thực sự nó cũng rất là thú vị khi mà mình chơi cái môn chơi này đây. Sau này khi mà san hô nó phát triển rồi nó lớn rồi nó sinh ra những con cái chuyện khác rồi. Cái giai đoạn mà mình làm nước xong rồi các bạn, thì bây giờ mình sẽ châm vô trong cái hồ, rồi sau đó mình mới đánh muối nha các bạn ha. Thường thường là mấy cái muối nước này các bạn, nước biển này nè, ở những cái tiệm cá họ có bán cho mình, nhưng mà bán cũng rất là đắt, cho nên nếu mà mình tự làm thì mình tiết kiệm tiền rất là nhiều. Thì các bạn có thấy là khi mà cái cực nhất đó là cái giai đoạn mà mình lắp đặt cái bể hồ đây, mình phải làm những cái đường này, và cái quan trọng nhất là mình không được vội vã các bạn ha. Trước khi mình làm cái gì là mình phải có sự tính toán trước hết các bạn. Nếu mà các bạn mua một cái bình nước 5 gallon á, biển nước biển đó mà ta làm sẵn ở trong những cái chợ như là Petco đó các bạn, bán tới 15-16 đồng lận, nhưng mà trong cái đó mình tự làm mình tiết kiệm được tới gấp 15 lần rồi các bạn.
hoặc là những trong tiệm cá đó, đôi khi nước họ bán cái giá nó lớn hơn, nhưng mà mình thì lại mình thích nước mình tự làm. Thì cũng như 135 gallon á, 7 lần 535 tất cả là mình còn 27 cái này nè các bạn, 27 lần bắt cái gì để mình bỏ vào đó. Thì mới đây cũng chưa ra đâu, quá trời nước luôn mà các bạn cũng thấy là mới được như đây thôi. Thì mình sẽ tiếp tục mình làm nữa, nhưng mà thật ra mình không có để cho nước đầy đâu. Một chút nữa là mình sẽ bắt đầu mình bỏ muối vô, mình để cho nó đánh luôn ha các bạn ha, để cho các bạn cùng thấy. Và đây còn lại những cái giai đoạn là mình bắt đầu mình làm ráp đặt cái bể hồ đó các bạn. Bên ngừng lại sau khi mình bỏ nước vào hồ đó các bạn, thực sự là cũng vẫn chưa xong đâu, tại vì mình cần rất là nhiều nước. Nhưng mà trong cái giai đoạn này bây giờ mình làm cái này cùng các bạn cùng xem luôn ha. Tức là mình sẽ bỏ muối biển vào đó các bạn, để mình đánh ha, để mình đánh cho cái hồ cho nó tan muối nó vô. Làm các bạn cùng xem với mình nha. Đó các bạn ha, máy nó chạy. Thì các bạn thấy nước đang di chuyển đây ha. Thì còn về cái muối đó các bạn, như một cái bắt kịch này nè, một cái thùng này á, là mình có thể làm được muối biển là nó có điền rõ ràng trên đây ha. Một cái thùng này mình có thể làm tổng cộng là đây, chỉ các bạn cùng xem chơi nha. Đây đó là về vấn đề mà cái độ mặn ở trong biển ha, những cái nó chắc còn cái thùng này là bao nhiêu gallon đi quên rồi. 175 các bạn thấy không? Thì tức là một cái thùng muối này nè mình có thể làm được 175 gallon nước mặn ha các bạn. Thì nói chung là mình làm biết là mình quen rồi, mình biết là bao nhiêu muối rồi. Bây giờ là mình chỉ đổ trực tiếp vô luôn. Còn bao nhiêu mình để cho nó dư lại. Bây giờ mình đổ cho các bạn cùng xem nha. Đây mình đổ muối vô cho nó đánh này. Đó. Chà cái này khó quá, hơi căng. Bây giờ mình bắt cái ghế đi. Để mình bắt cái ghế này cho nó an toàn. Cho nên khi các bạn làm mấy cái này đó mình phải có cái sự dự tính rõ ràng ha các bạn ha. Chứ đừng để chuyện gì nó xảy ra không có hay lắm. Đó, bây giờ mình đổ cái muối vô đây nè. Đó các bạn thấy không? Đó, để đổ muối vô đây. Nói chung cái này mình làm riết mình quen, các bạn mình biết là khoảng bao nhiêu muối hết rồi, cho nên mình sẽ canh thôi chứ không cần quét. Đó thì các bạn thấy đây mình đang đổ muối vô đây, thì mình thấy đây là cái muối biển ha, để mình làm cho hồ cá biển đây. Đây là một loại muối cũng khá tốt các bạn, cho nên trong vòng vài tiếng đồng hồ là nó sẽ tan hết trong nước. Nhưng mà để muỗng cho nó ăn á, chắc ăn đó các bạn, mình để nó qua ít nhất là phải 12 tiếng đồng hồ cho đến 24 tiếng đồng hồ ha. Sau đó đầu mình mới làm vào những bụng khó khác là mình đầu sắp đặt vô, mình bỏ cát rồi vô. Rồi mình cũng chưa có xong đâu. Đó thì các bạn thấy là mình đổ uống như là mình thấy là nó đang đánh á. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu đổ thêm nước nữa ha. Bạn thấy nó bóc bọt không bóc muối thôi. Đó. Cái giai đoạn mà cực nhất là nó mình rắc cái bể hồ các bạn. Còn những giai đoạn còn lại thì nó cũng không có khó lắm. Này chia sẻ cùng mọi người ha. Từ giai đoạn 1 đó mình làm. Đây cũng là một cách mình khoan muối đây các bạn. Còn cái độ mặn này mình đã bỏ vô rồi, mình biết rồi. Bây giờ mình đang làm cái nước, sau đó nước đầy lên tới đây là mình đo là cái nhiệt độ, là mình biết là cái nhiệt độ nó cũng tương đối ấy, nhưng mà mình phải có cái đồ chỉnh mình thử coi đàng hoàng ha các bạn ha. Đây là giai đoạn rất là quan trọng các bạn ha, trong cái quá trình mà mình làm nước muối biển này. Mình không thể nào vội vã được ha, nhất là mình nói về những cái con sinh vật biển đó, cho nên mình rất là cẩn thận về những cái vấn đề này, mình không có vội vã được. Nuôi cá biển một cái điều rất là quan trọng là những người chơi cá biển các bạn, họ rất là kiên nhẫn,
nói một cách khác là mình không có vội vàng được trong cái quá trình này, tất cả nó đều phải đi theo cái thời gian để mình có thể làm được trở thành một cái hệ sinh thái, chứ mình không thể nào mình vội vã